chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là triệu phú. Quý vị có nhận thấy điều gì mới trong trường quay ngày hôm nay không ạ? Điều mới trong trường quay ngày hôm nay của chúng tôi đó là logo mới. Sau 16 năm lên sóng, lần đầu tiên logo của chương trình Ai là triệu phú của chúng tôi đã động đậy và to hơn 15 năm qua. Và tôi là một phần trong những thứ mới mẻ đó. Việc được dẫn chương trình Ai là triệu phú là một vinh dự rất lớn. Đây là chương trình mà tôi vô cùng yêu thích. Yêu thích đến mức là tôi không dám chơi, vì nếu chơi thì chỉ được chơi một lần. Còn nếu là người dẫn chương trình, bạn có thể đồng hành với chương trình nhiều lần, như là tôi đang đứng ở đây. Và đấy là lý do mà tôi có mặt trong chương trình này. Tôi hy vọng là với sự cổ vũ của quý vị, tôi có thể làm được tốt nhất công việc của mình. Và thưa quý